Hello anh em, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Tony Phùng. Thì tất cả những cái linh kiện các bạn đã thấy ở đây đó, thì nó chính là những cái linh kiện bên trong chiếc Xiaomi Redmi Note 7. Và đây là cái mặt lưng của chúng ta này đó, mình có sẽ show lại cho các bạn thấy. Đây chính là cái mặt chiếc của Xiaomi Redmi Note 7 nhé. Thì ngày hôm nay thì mình đã cùng Xiaomi đã bung tất cả những cái linh kiện bên trong ra để chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nội thất bên trong con Xiaomi Redmi Note 7 này, thì nó sẽ có những cái gì, nói chung thì nó có cái gì hay hay không. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ từng thứ dành đến cho các bạn, và mình xin thông báo trước nhé, sẽ có khá nhiều thứ thú vị đó. Thì cái đầu tiên luôn, đây là cái phía mặt lưng này, thì nó sẽ là cái chất liệu, đây là kính. Các bạn lưu ý nhé, nó là kính cường lực Gorilla Glass. Và nó sẽ có cái cảm biến vân tay ở đây, thì có lẽ các bạn đã biết rồi, cái module cảm biến vân tay này nó rất là quen thuộc rồi, và đây là sợi cáp rất dài. Đấy, cùng camera thì lát nữa mình sẽ nói lại sau. Rồi đây là cái phần khung của cái máy của chúng ta. Thì các bạn sẽ có thể thấy rất nhiều cái thông tin, đó là cái viền này bằng nhựa. Thì mình xin được đính chính lại một chút là nó sẽ được phủ nhựa ở bên ngoài để nó được tối ưu màu sắc một cách dễ dàng hơn và tối ưu chi phí một cách tốt hơn. Nhưng cái khung bên trong này các bạn có thể thấy là nó được làm bằng kim loại. Đó, cái khung đỡ ở trong này nó được làm bằng kim loại để mà nó đỡ thứ nhất là màn hình, và nó đỡ cho cái phần khung viền của cái máy. Và các bạn để ý này, đây là những cái góc này là những cái góc anten. Đó, thế nên là cái khung viền bên ngoài bằng nhựa nó lại sẽ giúp cho cái máy này bắt sóng một cách tốt hơn. Mà cái khung chính ở trong thì nó vẫn cứng cáp, bởi vì nó được đệm kim loại và nó có một cái lớp kim loại rất dày trong đây. Đấy, các bạn thấy chưa, cái phần kim loại này đó, rất dày, rất cứng. Thế nên rõ ràng luôn là tuy là bên ngoài thì nó bằng nhựa, nhưng cái khung bên trong thì rất cứng bởi vì nó là kim loại, nên mình có thể tự tin về cái độ bền của sản phẩm này. Rồi, đây là cái module pin của chúng ta. Đấy, pin sẽ có dung lượng là 4000 mAh. Và các bạn có thể thấy ở đây là chúng ta sẽ có một cái thông tin là 3900 x 4000. Thì nó nói chung các bạn cứ hiểu đơn giản đấy là cái min, tức là cái dung lượng tối thiểu của cái pin này sẽ là 3900 và thông thường sẽ là 4000. Tại vì khi làm pin thì nó sẽ có cái những cái mức sai số nhất định, và cái công suất nó đạt vào khoảng tầm 15.4 Wh. Thế nên nếu như mà chúng ta sử dụng sạc nhanh thì nó sẽ sạc rất nhanh, đâu đó khoảng hơn 1 tiếng thôi. Tại vì sạc của chúng ta tính ra vào khoảng tầm cũng 12-14 Wh mà. Đó, trừ đi những cái hao hụt các kiểu. Pin khá là lớn, và đây các bạn có thể thấy được khung pin của chúng nó chứa nguyên một mảng ở bên dưới này. Đây sẽ là cái mainboard chính của chúng ta. Thì cái mainboard này khá đáng tiếc đấy là mình không bung được cái lồng ra, tại vì bung ra thì có thể là nó sẽ bị hỏng cái này hỏng cái kia, nên mình sẽ không bung. Và đây là cái vị trí khai SIM của chúng ta, sẽ có hai SIM nhất định. Đó, khai SIM này, các bạn thấy chưa? Đó. Và bởi vì cái chân SIM như vậy, các bạn có thể thấy là nó sẽ kiểu dạng là nó sẽ có những cái chân nó nổi lên đó, chứ không phải là chân tròn. Thế nên nếu như các bạn sử dụng những cái SIM mà nó không cẩn thận thì rất có thể là nó sẽ bị gãy chân SIM. Thế nên các bạn cũng sẽ cần phải lưu ý trong quá trình sử dụng nhá. Đặc biệt là bạn nào mà dùng SIM cắt bằng tay ấy, thì lưu ý cái này một chút. Nhưng mà có lẽ bây giờ chắc cũng không ai dùng rồi đúng không? Những cái khu vực khác này chứa cái phần lồng CPU các thứ, thì nó sẽ có phần keo tản nhiệt để mà giúp cho cái CPU nó dẫn nhiệt một cách tốt hơn, và giúp cho đây cái phần tản nhiệt của chúng ta đây nó sẽ ngon hơn. Đấy, tản đều ra thì CPU sẽ được mát mẻ hơn và hiệu năng nó sẽ là ngon hơn. Tại vì đây là Snapdragon 660 được gọi là ép xung nhẹ. Đấy, những cái khu vực lồng khác đây, lá đồng để tản nhiệt các thứ, và những cái chân socket. Thì nói chung là thông số phần cứng các bạn đã quen rồi, Snapdragon 660 4GB, có lẽ là mình sẽ bỏ qua luôn. Đây là một cái mà các bạn sẽ cực kỳ quan tâm, đây là module camera của Xiaomi Redmi Note 7. Thì nó là GM1 đến từ Samsung, cảm biến của Samsung 48 chấm thực, và kích thước cảm biến là 1/2 inch. Kích thước điểm ảnh nó sẽ là 0.8 micromet. Tuy nhiên thì bởi vì nó sẽ có thuật toán để mà gom 4 điểm ảnh lại, nên là tổng thể là kích thước của chúng ta sẽ là 1.6 micromet, rất là ngon, và giúp các bạn chụp sáng, chụp trong những môi trường thiếu sáng ngon hơn. Nhưng mà cơ bản là camera của cái này mình chỉ đánh giá mức trung bình khá mà thôi, nó cũng không thể nào đòi hỏi được nhiều đúng không, tại vì giá nó rẻ rồi mà, đúng anh em nhá. Đây là loa đấy, loa ngoài, và nó sẽ chỉ là một cái loa mono phía bên dưới này thôi. Và các bạn có thể thấy là cái không gian loa nó khá là to, và theo như mình đánh giá thì nó sẽ có những không gian nhất định để tạo âm bát. Thế nhưng mà trải nghiệm thực tế thì cái âm bát của cái loa này cũng chỉ ở mức là trung bình, chứ không phải nói là nó chỉ mức vui vẻ. Đấy, mà loa được bao bọc bởi một cái lớp, nó gọi là cái lớp lưới bảo vệ, tránh bụi bặm vào bên trong, thì cũng sẽ giúp bảo vệ loa một cách tốt hơn. Bên này sẽ là một vài những cái chân khác này, ví dụ như là con rung này đó,
thì con dung này có lẽ là các bạn đã quen rồi, không có gì lạ lẫm cả. Đó. Và thực ra dung của Xiaomi Note 7 thì mình đánh giá nó cũng chỉ mức khá thôi, chứ không thực sự là tốt cho lắm. Đây là một cái vị trí của cái mic này, rất nhỏ, nhưng đây là mic, ok. Một vài những cái socket khác thì đây chính là cái socket của USB Type-C. Thì các bạn có thể thấy là nó rất nhỏ. Điều này đồng nghĩa là nếu như các bạn bị hỏng cái chân sạc thì các bạn sẽ chỉ cần thay cái socket nhỏ như thế này mà thôi. Tức là một cái box phụ. Tức là cái chi phí các bạn phải bỏ ra để sửa cho mình cái USB Type-C đó rất là rẻ. Và đây là một cái điểm cộng mình đánh giá rất cao của Xiaomi. Đó. Ok rồi. Vậy thì nó còn cái gì nữa hay không? Ra hết rồi. Tại vì màn hình này thì cũng không có khò ra nên mình cũng sẽ không thể nào chia sẻ được là nó như thế nào. Nhưng mà đây là những cái phần cáp kết nối của phần màn hình, các bạn cần lưu ý nhé. Chẳng may mà hỏng hay đứt cáp này xác định luôn quá mồm. Nói chung thì theo như bản thân mình đánh giá thì linh kiện ở bên trong của Xiaomi Redmi Note 7 thì nó khá là cơ bản. Mình thích cái việc mà những cái port chứa những kết nối, ví dụ cái cổng USB Type-C được tách riêng ra, thế chẳng may nó có hỏng hóc thì cái chi phí sửa chữa cũng không hề tốn quá nhiều. Cái thứ hai nữa, cái mainboard nó làm rất gọn, nó rất nhỏ, nó tối lại như vậy, thế nên là cái việc mà xử lý vấn đề tản nhiệt này hay là xử lý những cái chi tiết khác thì nó cũng rất là gọn gàng. Và cái cách làm main của Xiaomi thì mình đánh giá nó tốt, tại vì các bạn có thể thấy là main đen này, những cái điểm tiếp xúc màu vàng đây là nó được mạ vàng để mà tăng cái khả năng tiếp xúc, giảm cái vấn đề gọi là chạm, để mà tức là sinh ra nhiệt trong quá trình sử dụng. Nói chung là sẽ rất là ngon. Ngoài ra thì cụm camera cũng gọn gàng đơn giản, lỡ hỏng cam thay cam vèo cái xong. Nói chung là tất cả những module nó đều tách riêng ra để mà các bạn hỏng hóc cái gì thì sửa chữa cái đấy một cách cũng rất là dễ dàng. Đó. Nói chung là đáng khen cho Xiaomi về cái cách thiết kế mainboard như thế nào. Và các bạn nghĩ sao về cái phần thiết kế của mainboard trên Xiaomi Redmi Note 7 thì hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.